room thì một ID khác nhau, mỗi người chơi nó cũng là một cái object khác nhau. Sau đó em message thì em có thằng đứng giữa thì em roll cái nhân message đấy, thì em gửi lên, em gửi kèm cả cái thông tin của room anh đang chơi. Tức là họ sẽ thiết kế theo kiểu actor hay là thiết kế theo kiểu nhân vật bình thường? Nhân vật bình thường. Tức là mỗi một cái tức là sẽ có một người, một thằng đứng bên giữa tấm các cái message và sẽ đọc cái message đấy để phân biệt về cái thông tin truyền tải ra cái message đấy là gì để bảo cho các cái room. Còn em không nghe thì cái chuyện là lúc nào cũng là thì em nghĩ là thế là có bạn nào có ý kiến nào không nhỉ?